Ui chị mét 8 ấy, có bao nhiêu khách đến mua xe của chị ngồi toàn bộ xe nóng lắm mà giờ thời tiết thì nóng ơi nóng ấy. Chị vừa đi mà. Bán bao năm không biết bật điều hòa gì. Chị biết bật rồi. Bật chưa? Mới biết bật xong. Sao này vẫn vừa mới biết bật. Vừa mới biết bật. Người vã mồ hôi ra mới biết bật luôn. Nhiều khi thời tiết nóng mà chị vẫn cứ man mát thì gì nhỉ? Ồ thì kiểu như là vào mà không biết bật điều hòa chỗ nào xong rồi mở cửa ra cho mát. Giống như kiểu trẻ con nhà chị ấy, ở nhà nó chơi nóng quá nó mở cánh cửa điều hòa mở tủ lạnh. Mở tủ lạnh cho mát đúng không? Mò mãi vã mồ hôi ra biết rồi. Tôi phải toát mồ hôi mới biết bật điều hòa. Biết rồi. Hôm nay này có cái con gì mà nhìn màu nó nóng thế nhỉ chị nhỉ? Công nhận nó nóng thật đấy vì nó màu đỏ mà. Thời tiết bên ngoài nó đã vàng chóe rồi bên trong nó đỏ nó nóng cực luôn. Thì con này là cái mẫu xe gì đấy chị? Mẫu xe Mercedes C250 211 nhá. C250 211. Thế nhưng con này thì nhìn bên ngoài nó nóng nhưng bên trong nó mát rồi. Bên trong mát rồi đúng không? Chị bật điều hòa rồi đúng không? Đâu cho em xem nội thất đi nhưng mà 211 để đời nó cũng hơi sâu không biết nó có mới không. Mới khởi động biết bật điều hòa. Ui điều hòa mát lắm. Ui nội thất mới luôn. Em nhìn chưa? Xem đâu. Em xem nào. Nội thất nó đẹp như này em à. Nhưng mà có nguyên bản không đây? Nguyên bản luôn. Nguyên bản đấy đúng không? Chị cam kết với em luôn. Đấy. Máy móc zin không chị? Máy móc nguyên chứ không phải zin. À máy móc nguyên luôn. Sao 211 mà lại còn đẹp thế này cơ? Ôi giời đẹp như thế này mà giá chị bán theo kiểu cũng lúc thì chị nóng nóng lúc mát mát ấy. 350 triệu thôi. 350 triệu cho cái mẫu 350 triệu. Mercedes này. Một chiếc xe Mercedes 250 mà chiếc xe này động cơ có 1.8 thôi. Ui máy có 1.8 lại xăng ăn có xăng ăn 7 lít đúng không? Đúng 7 rồi. Lít 8 lít. Quá hợp lý nói chung là một cái mức tiêu hao nhiên liệu rất hợp lý luôn. Đúng rồi. Mà đấy bây giờ thời điểm này không mua mà em thấy vừa rồi nhà chị nhiều xe Mercedes lắm mà. Hết rồi. Ui hết rồi. Ui thì các bác mua. Này dễ bán lắm em ạ. Các bác mua nhanh thì ngồi điều hòa rét run thì... Vì là thời điểm hè hết rồi, bây giờ người ta đi du lịch nhiều. Người ta sử dụng những cái dòng xe chấm nhỏ. Thế nên những cái dòng chấm nhỏ này về hầu hết là khách cọc, khách chốt hết rồi. Đấy, đây con này mới về xong này. Không nhanh thì bác nào mà không nhanh thì chắc cũng tí đến chiều tối là bay hình không còn đâu. Không nhanh thì lại mất xe, lại tiếc đúng không? Bởi vì là cái em thấy nhà chị là bán chuyên cái dòng này nên là xe về là hầu như là toàn xe đẹp, xe tuyển đúng không? Khi khách đến thì toàn cái dòng quay hốc sang thôi. Đúng rồi. 350 triệu nhá, một chiếc xe 250 211.